Đây là món bánh mì hấp tôm thịt. Món này thì thường được ăn kèm với rau, chấm với nước mắm chua ngọt, rất là ngon. Và đây cũng là món mà ngày hôm nay Lina muốn chia sẻ đến anh chị em và các bạn. Nếu như anh chị em và các bạn nào yêu thích cái món ăn này thì bây giờ xin mời cùng vào bếp với Lina để mình làm nha. Để làm cái món bánh mì hấp tôm thịt thì ở đây Lina có nửa thao thịt xay, rồi một ít tôm. Tôm này thì Lina đã rửa sạch, mình lấy chỉ lưng bỏ vỏ và mình cắt nhỏ nhỏ như thế này. Bên đây là củ sắn cũng như là cà rốt. Củ sắn và cà rốt thì Lina bào sợi và mình bào sợi ngắn như thế này thôi. Lina không có cắt hạt lựu là bởi vì khi mà mình cắt hạt lựu đó, mình cho vô nó khó cuốn hơn là mình bào cái sợi dài như thế này. Mình cắt hạt lựu đó, khi mà mình cho vô cuốn đó, thì nó sẽ dễ rớt ra ngoài hết. Rồi bên đây là hành lá. Hành lá này một chút nữa mình sẽ làm mỡ hành. Mình cho một ít dầu vào trong cái hành lá rồi mình sẽ cho vào trong lò vi sóng khoảng 1 phút thì mình sẽ được cái món mỡ hành. Bên đây là tỏi băm cũng như là đầu hành trắng băm. Bên đây là dĩa xà lách cũng như là rau quế, rau thơm để mà mình ăn kèm, mình cuốn với lại cái món bánh mì hấp đó. Một món nữa rất là quan trọng không thể nào thiếu đó là món bánh mì. Trước tiên Lina sẽ ướp cái phần thịt xay của mình cũng như là tôm. Lina cho vào 1/3 muỗng cà phê muối bên cái phần thịt xay, còn tôm xay còn cái phần tôm này thì Lina cho một tí xí muối thôi, cho tiêu. Lina cho 1 muỗng cà phê bột nêm gà vô trong cái phần thịt, 1/3 muỗng cà phê vào trong phần tôm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê đường vào trong cái phần tôm. Lina cũng sẽ cho một ít đầu hành trắng mình băm nhỏ đó. Rồi tỏi băm mình trộn lên. Rồi Lina sẽ để tôm thịt ở đây cho nó thấm gia vị. Giờ Lina sẽ cắt bánh mì ra. Một ổ bánh mì như thế này mình sẽ chia làm 3 phần. Đó, mình cắt làm 3 phần. Mình cắt như vậy là được rồi, nếu mà mình cắt nhỏ quá một chút nữa mình cho nhân vô nó rớt ra ngoài hết. Rồi mình xếp cái bánh mì của mình vào trong cái xửng hấp luôn. Lina cho chảo lên trên bếp và cho một ít dầu vào. Khi dầu nóng, Lina sẽ cho tỏi vào để mình xào cho cái thơm, cho thơm cái phần tỏi này. Khi tỏi đã thơm, Lina cho thịt vào xào. Thịt của mình á, khi người ta xay á thì nó bị vón cục lại như thế này, khi mình xào thì mình dầm cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Và bây giờ Lina sẽ cho tôm vào luôn, khi mà thịt nó đã tái màu rồi đó mình cho tôm vào, bởi vì tôm thì nó nhanh chín hơn thịt cho nên là mình sẽ cho vào sau. Khi thịt và tôm đã chín, Lina rắc vào đây một ít tiêu. Và bây giờ Lina tắt lửa và mình sẽ cho cái phần tôm thịt này ra ngoài dĩa. Lina cho cái chảo trở lên trên bếp, mình cho vào một ít dầu ăn và cũng cho tỏi vào để phi thơm. Khi tỏi đã thơm, Lina cho củ sắn với cà rốt vào. Củ sắn với cà rốt mình sẽ xào nhanh thôi, mình xào sơ để cho nó xìu xìu xuống là được rồi. Mình để thôi, mình cái này mình ăn giòn giòn mới ngon nha các bạn. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, chút xíu muối thôi. Mình không cần nêm đường tại vì củ sắn và cà rốt nó đã ngọt sẵn rồi.
Và bây giờ củ sắn và cà rốt đã trong trong rồi, Gina sẽ cho tiêu vào và mình sẽ tắt lửa liền. Gina cho vào một ít tiêu. Bây giờ Gina sẽ tắt bếp. Mình sẽ cho cái phần cà rốt củ sắn này ra dĩa. Bếp bên này Lina bắt lên một nồi nước sôi và Lina cho bánh mì vào trong đây hấp. Chỉ cần hấp 5 phút thôi thì bánh mì của mình đã mềm rồi. Bây giờ Lina sẽ gấp bánh mì ra. Sau đó thì Lina sẽ hấp tiếp những cái phần còn lại. Sau khi mà bánh mì đã hấp chín, Lina cho ra dĩa rồi mình cho tôm thịt cũng như là củ sắn với lại cà rốt lên, rồi mình cho một ít mỡ hành. Mình sẽ ăn cái món bánh mì hấp tôm thịt này cuốn chung với rau và chấm nước chấm chua ngọt. Và nếu như các bạn thích thì có thể ăn kèm theo một ít đồ chua cho đỡ ngán. Lina cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này. Nếu như mà các bạn yêu thích món ăn này của Lina thì các bạn bấm subscribe đăng ký để ủng hộ cho kênh của Lina, cũng như là bấm chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi Lina có món ăn mới up lên cho các bạn cùng xem. Lina xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ Lina xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong món ăn lần sau.